Chào quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thâm Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một video có tên Bỏ sót hàng thừa kế dẫn đến hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lỗi do ai? Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời sẽ do lỗi của ai thì chúng ta sẽ từ từ phân tích trong cái khía cạnh pháp lý. Hôm nay tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn hai cái câu chuyện có thật trong cái quá trình hành nghề để quý vị và các bạn hiểu thêm cái việc mình bỏ sót hàng thừa kế rất là quan trọng. Tôi đặt ra một trường hợp và trong trường hợp này cũng để giải quyết trường hợp của khách hàng quý vị và các bạn ha. Vị khách hàng điện thoại cho tôi, bà bảo rằng là nhà bà có tổng cộng là 4 anh chị em và có một người thừa kế ở nước ngoài. Thì trong cái quá trình mà ba chết, mẹ chết, tài sản là của ba mẹ. Và các bạn biết rồi, tài sản là của ba mẹ. Trên nguyên tắc, khi khai nhận di sản thừa kế, đúng ra là phải có 4 người khai nhận di sản thừa kế. Trong cái văn bản của di sản thừa kế của ba mẹ phải có ý kiến của 4 đồng thừa kế, trong đó có một chị ở nước ngoài và 3 người ở Việt Nam. Thì cái hồ sơ khai nhận di sản thừa kế nó mới đảm bảo tính pháp lý. Và vị khách hàng bảo với tôi rằng tại thời điểm đó thì người chị cũng nói rằng là do chị đã nhận được cái suất thừa kế của mình rồi, cho nên thì thôi các em cứ làm đi. Ở trong đó thì họ phải rất là khó khăn. Vì vị khách hàng bảo với tôi rằng là phải khó khăn và vất vả và cực nhọc và rất là nhiều những cái tốn thời gian công sức để ra được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của sau khi mà thanh toán các đồng thừa kế thì rang tên của bà. Tuy nhiên thì khi cơm không lành canh không ngọt thì các bên đẩy lôi nhau ra tòa và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do bỏ sót hàng thừa kế. Một cái câu than của vị khách hàng đến với tôi là: chị luật sư biết không, tôi phải khó khăn lắm, tôi phải vất vả lắm. Và ý chí của người nước ngoài rằng là họ đồng ý thống nhất bỏ tên họ ra và chỉ còn là khai nhận di sản thừa kế của 3 người ở Việt Nam thôi. Các bạn thấy không? Bây giờ lấy ai làm chứng? Trong trường hợp lấy ai làm chứng quý vị? Không biết. Tôi chỉ có một cái lời khuyên đến vị khách hàng rằng: thứ nhất, trong trường hợp này, tại thời điểm chúng ta thỏa thuận, chúng ta không có tuân theo quy định của pháp luật. Nếu quý vị và các bạn đến văn phòng tôi bảo ok, đồng ý, người nước ngoài cho rằng họ đã nhận di sản thừa kế và đã được thối lại bằng hiện vật, thì họ có những cái ý kiến như thế này. Thứ nhất, tôi sẽ làm một cái văn bản gửi ra nước ngoài và từ chối nhận di sản và nhận cái di sản và tặng cho lại thông qua ủy quyền nhận di sản. Thế thôi quý vị và các bạn, tôi cho rằng cái quy trình nó chậm khoảng 3 tháng, tuy nhiên nó đảm bảo cái tính pháp lý. Thật ra trong cái quá trình hành nghề tôi cũng đã từng có những cái vị khách hàng đến và đề nghị: chị, hồ sơ gia đình tôi toàn cộng là 9 người, tuy nhiên có những người ở ngoài tỉnh, ở Quảng Nam, Đà Nẵng, ở ngoài Bắc, xa quá, thôi bây giờ như thế này đi, tôi đồng ý và yêu cầu chị ghi 6 người thôi, với điều kiện tính pháp lý sau này hậu quả pháp lý chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và tôi cũng đã làm cho họ các bạn ạ. Tôi đã làm cho họ xong. Vì các cái đồng thừa kế họ alo cho tôi: chị Thu ơi, luật sư ơi, tôi nhận được một suất thừa kế rồi, có một trong các đồng thừa kế thối tiền lại cho tôi rồi, thôi bây giờ bỏ tôi ra cũng được. Chị Thu ơi, bây giờ trong trường hợp này tôi cũng khá giả, các anh em còn lại khó khăn, tôi không nhận đó. Một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn tất
thông qua cái thủ tục khai nhận di sản thừa kế và tặng cho lại với nhau trong cái hàng thừa kế. Bây giờ dẫn đến tình trạng pháp lý là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bỏ sót hàng thừa kế. Vậy thì theo các bạn, theo quý vị, lỗi ai? Lỗi trong trường hợp này là lỗi chính bản thân mình. Mình đã không đảm bảo cái tính pháp lý về mặt pháp luật. Đủ chưa các bạn? Đủ hàng thừa kế chưa? Chưa. Khi con người thì hôm qua người ta có thể thích mình, người ta nói như thế này. Ngày mai người ta không thích nữa, người ta nói lại như thế khác. Khó đó. Các bạn thấy không? Chúng ta không thể đổ lỗi là lỗi khách quan. Lỗi ở đây chính bản thân mình thừa nhận. Mình biết tại thời điểm mình đi khai nhận di sản thừa kế, mình đã bỏ sót, mình đã bỏ cái người nước ngoài ra rồi. Giá như tại thời điểm đó mình nói rất là rõ, mình nói như thế nào: tôi có 4 đồng thừa kế đây, tuy nhiên người nước ngoài có ý chí bằng văn bản ủy quyền cho tôi, ủy quyền cho người nào đó tặng cái suất thừa kế cho tôi nè. Chúng tôi đã thỏa thuận hết rồi. Tuy nhiên về mặt pháp luật, 4 người là con của ba mẹ tôi nè. 4 người, hàng thừa kế thứ nhất, trong trường hợp ba mẹ tôi chết đi còn 4 người. 3 người ở Việt Nam, người ở nước ngoài thỏa thuận ý chí, họ bằng văn bản cho tôi cái tài sản này. Không chạy đi đâu được các bạn ạ. Lỗi ở đây là lỗi chính bản thân mình. Mình cực cũng do mình. Mình tốn tiền cũng là do mình. Tốn một lần, tốn luôn một lần. Các bạn ạ. Tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe cũng là một trường hợp bỏ sót hàng thừa kế mà tôi đã hướng dẫn cho khách hàng thành công. Tôi nhớ rằng gia đình họ có tổng cộng là 8 anh chị em. Thì các bạn biết không, có một anh chị em không ký vào cái văn bản khai nhận di sản thừa kế. Và các bạn biết rồi, tài sản của ba mẹ là 8 người, tuy nhiên chỉ có một người không ký vào văn bản. Thì cái văn bản khai nhận di sản thừa kế đó kể như là bỏ sót hàng thừa kế. Mà các bạn biết rồi, bỏ sót hàng thừa kế thì cái văn bản khai nhận di sản đó sẽ không được xem là hợp pháp. Quay trở lại cái câu chuyện là chúng ta sẽ hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó. Và các bạn biết rồi, điều gì đến sẽ đến. Tôi còn nhớ là một trong các đồng thừa kế của người ký tên trên văn bản, họ mừng như bắt được vàng. Tại vì tại thời điểm mà họ thỏa thuận đó, thỏa thuận ví dụ như họ thỏa thuận vào năm 2005 đi, họ không có am hiểu pháp luật. Tuy nhiên sau khi hủy cái văn bản khai nhận di sản thừa kế, họ được 1/8 cái suất thừa kế, họ mừng lắm. Và tôi nghĩ đây cũng là điều công bằng thôi quý vị và các bạn. Ở đây chúng ta sẽ xét về cái lỗi, và tôi cho rằng là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Khi chúng ta là những người thối tiền lại cho các đồng thừa kế thì chúng ta cũng phải nên thật chuẩn về những cái quy định của pháp luật. Chứ không phải bây giờ chúng ta, việc nó đã rồi thì bây giờ chúng ta uổng. Như vị khách hàng của tôi, luật sư có biết không, cái công sức để làm cái hồ sơ đó lâu lắm. Cái thời gian để làm cái hồ sơ đó khó khăn. Cái số tiền mà để làm cái dịch vụ đó rất là cực khổ. Chúng ta không dựa trên cái nền tảng, cái basic, cái hoàn tất đủ của các đồng thừa kế. Và khi chúng ta không đưa vào cái đủ của hàng thừa kế thì phát sinh sự kiện pháp lý chúng ta là người lãnh đủ. Thưa quý vị và các bạn, nói một chút về quy trình khai nhận di sản thừa kế nhé. Khi có một cái người để lại di sản, có thể là ba mẹ ông bà chúng ta chết, thì chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế bằng cách chúng ta đến một cái văn phòng công chứng
để người ta cung cấp cho chúng ta cái niêm yết về việc khai nhận di sản thừa kế. Cái thời hạn niêm yết này là 15 ngày kể từ ngày mà thông báo, và sau khi thời hạn niêm yết xét thấy không ai tranh chấp thì các hàng thừa kế cung hàng sẽ ra ký một cái văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Trong cái văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế này, các bên sẽ từ chối nhận di sản này, tặng cho nhau cái di sản, hoặc nhận tiền, nhận giá trị, hoặc từ chối, hoặc như thế nào đó, hoặc nhận đứng tên đồng sở hữu, đồng đại diện. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Câu trả lời bỏ sót hàng thừa kế dẫn đến hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lỗi do chủ quan, chính bản thân của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Hy vọng rằng kiến thức của luật sư Thu Đoàn gửi đến cho quý vị và các bạn ngày càng chất hơn. Và hy vọng các bạn, nếu trong trường hợp các bạn nào không hiểu thì chúng ta có thể để lại cái comment, để lại cái nhận xét ở phía dưới, hoặc có những cái câu trả lời khai nhận di sản thừa kế chúng ta không hiểu thì chúng ta có thể để lại nhận xét. Luật sư sẽ giúp cho quý vị và các bạn trong từng trường hợp cụ thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với luật sư Thu Đoàn trong suốt thời gian qua. Tôi trân trọng cảm ơn.